Gap là khoảng trống giữa hai phiên giao dịch hoặc hai cây nến liên tiếp, được hình thành khi giá đóng cửa của ngày hôm trước và giá mở cửa của ngày hôm sau có sự chênh lệch. Gap xảy ra khi giá cổ phiếu tăng hoặc giảm nhanh mà không có bất kỳ hoạt động giao dịch nào ở giữa. Hiện tượng này xuất hiện khi có sự mua bán rầm rộ hoặc bán tháo đầy hoảng loạn trên thị trường bởi những thông tin, sự kiện hoặc các chất xúc tác khác khiến giá cổ phiếu tăng hoặc giảm. Khi giá tăng vọt lên thì gọi là gap tăng giá, gap gap. Ngược lại, trường hợp giá cổ phiếu giảm xuống gọi là gap giảm giá, gap down. Dựa vào gap, nhà đầu tư có thể là dự báo về hướng dịch chuyển của giá cổ phiếu trong những tháng tới. Có 4 loại gap chính có thể xảy ra trên biểu đồ giá cổ phiếu: gap phổ biến, gap đột phá, gap tiếp diễn và gap cạn kiệt. Gap phổ biến, common gap, xảy ra khi giá cổ phiếu dao động trong các phạm vi hẹp, có thể lấp đầy và lặp lại theo xu hướng cũ, thường không mang lại cơ hội giao dịch thú vị cho nhà đầu tư. Gap đột phá, breakaway gap, là gap phá vỡ xu hướng, vượt lên trên mức kháng cự hoặc dưới mức hỗ trợ, không thể lấp đầy. Nếu xuất hiện gap tăng giá thì gap đột phá được coi như là điểm hỗ trợ, ngược lại nếu xuất hiện sự xuống giá thì gap này đóng vai trò như một điểm kháng cự. Gap đột phá xảy ra khi thị trường xuất hiện các thông tin, sự kiện bất thường khiến nhà đầu tư thay đổi tâm lý nhanh chóng, có thể kéo xu hướng giá đi lên hoặc xuống. Gap tiếp diễn, continuation gap, cho thấy sự tăng tốc của một mô hình tăng giá hoặc giảm giá theo cùng một hướng. Nhà đầu tư có thể tìm cách đi theo xu hướng với gap tăng giá hoặc đặt điểm cắt lỗ ngay bên dưới gap xuống giá. Gap tiếp diễn nếu có kích thước không quá lớn sẽ xác nhận tính bền vững của xu hướng. Bất kỳ biến động chênh lệch giá hoặc chênh lệch cực đoan nào cũng có thể báo trước sự thay đổi động lực của người mua và người bán. Gap cạn kiệt, exhaustion gap, trông rất giống với breakaway gap, nhưng chúng báo hiệu một sự đảo ngược xu hướng sắp tới. Gap cạn kiệt thường xảy ra với khối lượng giao dịch thấp, có thể do tâm lý đám đông của các nhà giao dịch chạy theo xu hướng hoặc xảy ra vào cuối một đợt tăng giá mạnh khi khối lượng giảm dần. Do đó, các nhà đầu tư có kinh nghiệm sẽ theo dõi sự đảo ngược và vào vị trí ngược lại với xu hướng trước đó, chốt lời hoặc cắt lỗ. Nhà đầu tư có thể quan sát các gap để phân tích, xác định vùng hỗ trợ và kháng cự mạnh, đưa ra chiến lược mua vào hoặc bán ra phù hợp, thu lời từ biến động cổ phiếu trong ngắn hạn. Thông thường sẽ có xu hướng quay trở về các vùng này để kiểm tra lại nhằm xác định cụ thể xu hướng giá hiện tại trước khi tiếp tục giảm hoặc tăng. Tuy nhiên, giá cổ phiếu còn được xác định bởi nhiều yếu tố khác như điều kiện thị trường, hoạt động của công ty, kinh tế vĩ mô hay các sự kiện toàn cầu. Do đó, giống như với bất kỳ chiến lược giao dịch nào, điều quan trọng là nhà đầu tư phải nghiên cứu và xem xét cẩn thận các rủi ro liên quan trước khi thực hiện giao dịch chênh lệch giá.